Thưa quý vị, năm học 2022-2023, chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu triển khai ở lớp 10. Điều đáng nói là môn lịch sử được xếp vào nhóm lựa chọn thuộc nhóm môn khoa học và xã hội. Điều này đã khiến cho nhiều chuyên gia giáo viên lo ngại về việc môn lịch sử đã không hấp dẫn với học sinh khi trở thành môn lựa chọn sẽ càng lâm nguy. Trước những lo ngại của dư luận, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Thuyết, tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông 2018 khẳng định việc thiết kế chương trình đã được thực hiện rất công phu, nghiêm túc dựa trên các quan điểm chỉ đạo của Đảng, các văn bản quy định pháp luật của nhà nước, yêu cầu của thực tế và tham gia đầy đủ kinh nghiệm quốc tế. Lý giải về sao lịch sử lại là môn học lựa chọn trong chương trình trung học phổ thông, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Thuyết cho hay, giáo dục lịch sử là nội dung bắt buộc trong toàn bộ giai đoạn giáo dục cơ bản 9 năm. Ở cấp tiểu học, nội dung giáo dục lịch sử được thực hiện trong các môn học tự nhiên và xã hội, lịch sử và địa lý liên tục từ lớp 1 đến lớp 5. Còn ở cấp trung học cơ sở thì nội dung giáo dục lịch sử được thực hiện trong môn lịch sử và địa lý liên tục từ lớp 6 cho đến lớp 9, giúp học sinh có được nền tảng kiến thức thông sử của lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới, lịch sử khu vực Đông Nam Á từ khởi nguyên cho tới ngày nay. Như vậy thì khi học xong cấp trung học phổ thông thì học sinh đã hoàn toàn có thể là hoàn thành bộ nội dung giáo dục cơ bản, trong đó có nội dung giáo dục lịch sử có đủ điều kiện cơ bản để phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi. Do vậy, chương trình môn lịch sử ở cấp trung học phổ thông được thay đổi làm môn tự chọn để trở thành chương trình chuyên sâu, giúp những học sinh có định hướng học các ngành khoa học xã hội và nhân văn sau này. Thưa quý vị, ngay sau khi thông tin môn lịch sử nằm trong nhóm môn khoa học và xã hội và trở thành môn học được lựa chọn đã gây ra luồng tranh cãi mạnh mẽ. Nhiều người cho rằng là lịch sử phải là môn học bắt buộc trong chương trình vì dân ta phải biết sử ta, uống nước phải nhớ nguồn. Không chỉ vậy, nhiều thầy cô lo lắng cứ đà này thì sau 2 cho đến 3 năm nữa, nhiều giáo viên môn lịch sử có thể rơi vào viễn cảnh thất nghiệp. Theo các chuyên gia, khi học sinh tự chọn, có nghĩa là có những môn các em thích thì được lựa chọn nhiều và những môn các em không thích thì không lựa chọn. Như vậy, những môn các em không thích thì lực lượng giáo viên hiện có sẽ dôi dư ra. Bên cạnh đó, lịch sử, địa lý luôn được học sinh đánh giá là khó với quá nhiều số liệu, diễn biến, cần phải học thuộc. Nhưng do bắt buộc để thi tốt nghiệp trung học phổ thông nên các em miễn cưỡng phải học. Kết quả qua mỗi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông luôn là nỗi trăn trở lớn khi điểm số của các môn này luôn đứng top cuối bảng. Tử trên toàn thế giới, tất cả các nước trên thế giới đều là môn bắt buộc, là người ta đề cao môn lịch sử của dân tộc. Nhưng riêng cái chương trình mới này môn sử lại đưa vào môn tự chọn. Mà nếu tự chọn thì chúng ta cũng phải nghĩ ngay một cái vấn đề, lỡ các em không chọn thì sao? Môn địa lý cũng là môn tự chọn thì nó làm với biên cương tổ quốc như thế nào? Ủa, anh là người Việt Nam mà anh đi chọn ngành nghề, anh đi chọn theo cái hướng nghiệp, anh không biết lịch sử, địa lý à? Môn sử và môn địa nó không chỉ là kiến thức mà nó còn là cái sự hiểu biết của mỗi một con người. Và một người mà không có những cái kiến thức về xã hội thì sau này khi mà các em nó ra đời, nó đi làm, nó sẽ bị khập khiễng và nó sẽ thiếu hụt rất nhiều trong những cái hiểu biết và về kỹ năng.